Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Mở đầu bản tin thời tiết biển ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật diễn biến của cơn bão số 3, tên quốc tế là Dianmu. Hiện nay, cơn bão này vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng bão sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 10 giờ sáng ngày mai 19 tháng 8, vị trí tâm bão sẽ ở trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 cho đến 100 km/h, giật cấp 12, cấp 14. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km, đi sâu vào đất liền với sức gió mạnh nhất là cấp 9, cấp 10, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 19 tháng 8, thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở trên khu vực biên giới Việt Nam và Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục duy trì tình trạng mưa dông và gió giật mạnh. Từ chiều tối nay ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 14, biển động rất mạnh. Sau đây sẽ là dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Tại vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, thưa quý vị và bà con ngư dân, cùng với sự di chuyển theo hướng Tây của bão số 3 thì từ chiều tối nay khu vực này sẽ có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 13. Sóng biển dâng cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền tuyệt đối không được hoạt động trên khu vực này để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Khả năng sang đến ngày 21 thì tình trạng biển tại đây mới dần ổn định trở lại. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực này cũng là nơi sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hoàn lưu của cơn bão số 3, nên từ chiều tối nay thì thời tiết sẽ có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, có lúc cao trên 4 mét, nên sẽ không an toàn cho các hoạt động hàng hải diễn ra. Sang đến ngày 20 và ngày 21, tình trạng mưa dông và gió sẽ giảm hơn về cường độ. Xung đến vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, do nằm ở rìa phía nam của hoàn lưu bão nên thời tiết ở nơi đây không xấu như ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên thì mưa dông vẫn có thể xảy ra và gió Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, gây trở ngại cho việc lưu thông của tàu thuyền. Dự báo trong 2 ngày tới, gió tại đây sẽ giảm xuống mức cấp 4, cấp 5 nên tình trạng biển sẽ ổn định hơn. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, trong 24 giờ tới đây cũng là khu vực không an toàn cho những chuyến tàu ra đảo cũng như là các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân do đới gió Tây Nam duy trì cường độ mạnh. Cùng với đó là thời tiết sẽ có mưa dông, trong cơn dông cần đề phòng có gió rất mạnh. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, hoạt động mạnh mẽ của trường gió Tây Nam tiếp tục gây thời tiết xấu cho khu vực này. Trong đêm nay và ngày mai thì nơi đây sẽ có mưa dông và gió Tây Nam sẽ duy trì cường độ là cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động với những con sóng cao từ 2 đến 4 mét. Tình trạng biển vẫn chưa ủng hộ cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền có tải trọng nhỏ. Chuyển sang vùng biển phía Tây, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả hai đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Gió Tây Nam duy trì với cường độ trung bình, tuy nhiên về chiều tối thì mưa rào và dông vẫn xảy ra. Trong cơn dông có thể xuất hiện gió giật mạnh nên sẽ tiếp tục gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Tương tự như vậy, trên vùng biển Vịnh Thái Lan, trong khoảng 3 ngày tới thì gió Tây Nam vào khoảng cấp 4, cấp 5 nên sóng biển sẽ cao không quá là 2 mét. Tuy nhiên thì mưa dông vẫn xuất hiện rải rác khiến cho tầm nhìn giảm thấp kèm theo hiện tượng gió giật mạnh nên bà con cần hết sức lưu ý. Quay trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, khu vực này tiếp tục có mưa rông và gió rất mạnh. Từ ngày mai cùng với sự dịch chuyển về phía Tây của cơn bão này thì thời tiết xấu sẽ giảm dần. Tuy nhiên, đây vẫn là nơi có gió mạnh và sóng lớn nên tàu thuyền vẫn tuyệt đối không được hoạt động để đảm bảo an toàn. Sang đến 2 ngày tiếp theo thì khả năng tình trạng biển sẽ ổn định trở lại, lúc này gió chỉ hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5. Tại khu vực giữa Biển Đông, từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, mưa bão không lan rộng đến khu vực giữa Biển Đông, nhưng tại đây thì gió Tây Nam vẫn duy trì với cường độ mạnh gây biển động trong đêm nay và ngày mai, cùng với những con sóng cao từ 2 đến 3 mét nên không ủng hộ cho những chuyến ra khơi của bà con. Cuối cùng, như thường lệ là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam tại đây vẫn hoạt động mạnh với cường độ đạt cấp 6, có lúc lên tới cấp 7, giật cấp 8, biển động. Ngoài ra thì thời tiết vẫn còn xấu, có mưa dông mạnh kèm theo lốc xoáy nên vẫn gây nguy hiểm. Tình trạng biển vẫn chưa thực sự ủng hộ cho việc lưu thông của tàu thuyền có tải trọng nhỏ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của VTC14. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.